Kính thưa quý khán giả của Đài VNTV, trong chương trình nhận định thời sự hôm nay, chúng tôi lại xin được tiếp tục cái câu chuyện những cái mà anh Điện đã nói trong chương trình kỳ trước. Sau 30 tháng 4 1975, thưa anh Điện, cái mà ly kỳ nhất làm thế giới lúc đó mới mở mắt ra rõ hơn. Tức là những cái nước cộng sản nhỏ nhỏ đó, nó không phải là anh em gì với thân thiện gì với nhau đâu. Bằng chứng là Việt Nam Cộng sản với lại Campuchia đã có những cái cuộc chiến rất là đổ máu, đưa đến cái chuyện mà Đặng Tiểu Bình đã xua quân qua tàn phá tấn công 6 tỉnh miền Bắc ở biên giới Việt Nam, Cao Bằng, Lạng Sơn. Vâng, thưa anh Giao, Ngày có trăm lẽ trước khi chúng ta đi vào một số những chi tiết đó, tôi muốn trở lại một vài cái điểm khá quan trọng của ngay sau 30 tháng 4. Bởi vì như quý vị biết và chúng tôi là những người cũng như rất nhiều quý vị khoảng độ 50 tuổi trở lên đều chứng kiến những cái biến cố ở miền Nam Việt Nam. Thì khi mà tướng Dương Văn Minh đầu hàng thì ngoại trừ những người có cơ hội được bốc đi thì hầu hết người dân Việt Nam hoảng sợ và tìm đường trốn chạy cộng sản. Đó là cái tâm trạng thứ nhất. Cái tâm trạng thứ hai là thành phần những người dân thì lại có hy vọng rằng như thế thì dầu quân đội miền Bắc đi nữa cũng là người Việt Nam, cũng một dòng máu, cũng một dân tộc, thì chắc chắn có thống nhất đất nước và sẽ có hòa bình và sẽ có xây dựng và sẽ có một cái đời sống tốt hơn. Nhưng cái sự thể nó đã không như vậy. Cái chuyện mà lần trước anh Giao cũng đã đề cập tới, thì thay vì có hòa giải dân tộc để sử dụng cái con số 1.600.000 quân dân cán chính miền Nam là cái gọi là cái lực, thành phần trí cái thức. thành không phải cái thành phần trí thức và là thành phần lao động nòng cốt của Việt Nam Cộng miền hòa. Nam Việt Nam đưa vào để xây dựng đất nước, thì những người này đã bị nhốt tù và bị hủy diệt từ từ. Do đó họ đã hoàn toàn làm một điều trái ngược với cái sự mong đợi của người dân miền Nam lúc đó. Tức là hòa giải, hòa hợp Vâng. và nghĩa là Và đồng thời những người từ miền Bắc được tuyên truyền rằng miền Nam Việt Nam đói khổ, bị Mỹ bị kìm kẹp bóc lột, thì người ta bắt đầu mở mắt và thấy rằng wow, miền Nam Việt Nam đâu có nghèo đói, đâu có giống như Đảng nói đâu. Và người ta bắt đầu mở mắt. Đó là những cái điều căn bản mà nó đã làm thay đổi cái tâm tư, cái nhận định của người miền Nam và người miền Bắc. Do đó ông Võ Văn Kiệt đã phải thốt ra một câu rằng ngày 30 tháng 4 thì có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta nhìn lại và anh Giao thấy rằng là từ ngày đó cho tới nay, lẽ ra đất nước phải xây dựng, lẽ ra đất nước phải phát triển thì nó lại rơi vào tình trạng suy thoái và cái sự bất ổn vẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và xin mời anh Giao. vâng, cho tôi xin tiếp tục. Thì thật ra đó, cái sự mà cái điều mà Cộng sản Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng nó đã bắt đầu nổi ra nhen nhúm từ hồi năm 1958, khi mà thủ tướng của Bắc Việt lúc đó là ông Phạm Văn Đồng đó, đã gửi cho chính trị bộ của Trung Cộng một cái lá thư công nhận rằng là cái quyền mà Trung Cộng sở hữu mấy cái đảo ở Biển Đông đó là hợp lý, đồng ý. Thành ra nó mới đưa đến bao nhiêu những cái di lụy sau này mà tôi sẽ tiếp tục. 1979, tức là 4 năm sau 1975, Trung Cộng đã xua quân tàn phá 6 tỉnh miền Bắc, Cao Bằng, Lạng Sơn, vân vân, để buộc Hà Nội phải rút ra khỏi Cambodia. Cambodia lúc đó là một đàn em của Trung Cộng. Mà 79 thì Cộng sản Bắc Việt á, là đàn em có một cái hiệp ước về về quân sự đối với Liên Xô. Thì Việt Nam Cộng sản cứ tưởng là có cái đó thì Trung Cộng không có dám đụng tới. Nhưng mà cuộc chiến đã rất là đẫm máu và hai bên đã chết khá nhiều binh lính. Thế rồi, sau đó đưa đến cái hội nghị ở Thành Đô năm 1990. Tức là khi đó, Liên Xô đã giải thể.
để thu lại chỉ còn là Nga Xô mà thôi. Bao nhiêu những nước ở bên Đông Âu đó được trả lại tự do, độc lập và tự trị. Không có cảnh mà Hồng quân Liên Xô mang xe tăng vào đàn áp như là Hungary hay là Poland như trong quá khứ. Thế thì dân chúng Việt Nam chẳng ai được biết cái nội dung của cái hội nghị Thành Đô đó. Việt Nam anh Điện hình như mang theo 21 người phái đoàn cao cấp nhất lãnh đạo của Bắc Việt đi qua họp, phải anh Điện? Cái thành phần có Đỗ Mười, có Nguyễn Văn Linh, có Phạm Văn Đồng, vân vân. Và dân chúng Việt Nam hoàn toàn mù tịt, không biết được là hai bên đã ký kết đồng ý như thế nào. Thì nó đưa đến cái chuyện là chẳng lâu gì sau, 10 năm sau, năm 2000, người Việt hải ngoại chúng ta chứng kiến cái lễ bàn giao, có ăn mừng rồi có uống rượu champagne ở Ải Nam Quan. Việt Nam trao cái Ải Nam Quan cho Trung Cộng và đâu một nửa, 2/3 đó, cái thác Bản Dốc cũng là của Trung Cộng luôn. 1974, trở lại quá khứ một chút, tức là một năm trước ngày 30 tháng 4 75, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa đã ra lệnh là phải tử thủ Hoàng Sa, lúc mà Trung Cộng mang tàu chiến đến muốn chiếm Hoàng Sa. Thì hạm trưởng Ngụy Văn Thà cầm đầu cái số tàu của Việt Nam đó đã tuân lệnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tử thủ chết cùng với 74 những chiến hữu khác. Máu đã đổ thấm quần đảo Hoàng Sa, thế giới biết rằng Hoàng Sa là của Việt Nam. Trong khi đó, thứ nhất, Hoa Kỳ không nói năng gì đến, không có trợ giúp gì Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Và Cộng sản Bắc Việt cũng im thin thít. Rồi, đến năm 1988, một chuyện tương tự xảy ra ở đảo Trường Sa. Trung Cộng đã xâm chiếm cái đảo Gạc Ma, mà hải quân của Cộng sản Bắc Việt, Cộng sản Việt Nam lúc đó đã được lệnh là không được nổ súng chống lại. Và tức tuổi đâu cũng 64 người chết, và Trung Cộng đã chiếm được cái đảo Gạc Ma đó. Thì cái điều mà lệ thuộc Trung Cộng đó, chính ông cố vấn Ngô Đình Nhu trong cái tài liệu gọi là chính đề đó, sắp sửa xuất bản năm 1963, thì ông với lại Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị thảm sát. Nhưng mà sau này ở hải ngoại chúng ta được coi cái bản tái bản cái tài liệu đó, thì trong đó ông Ngô Đình Nhu có nói ra rõ ràng rồi. Ông nói rằng lúc này đang có cuộc chiến Nam Bắc, thành ra cái chuyện mà Bắc Việt lệ thuộc Trung Cộng nó sẽ không có lộ ra rõ ràng đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, tôi đây là ông Ngô Đình Nhu đó, khi cuộc chiến đã chấm dứt rồi đó, thì cái chuyện lệ thuộc Trung Cộng nó sẽ là một cái thảm họa cho Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nó là như thế. Việt Nam không những lệ thuộc Trung Cộng về kinh tế mà còn về chính trị luôn. Và ngoài cái chuyện hai cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa nó đang gây sôi nổi cho những quốc gia trong vùng, còn có cái chuyện là hàng nhiều chục những dự án của Trung Cộng, những cơ sở, những công trường của Trung Cộng đã được lãnh đạo Hà Nội đồng ý cho vào dựng lên ở Việt Nam suốt từ Bắc tới Nam. Vậy, kể cả những cái địa điểm rất là chiến lược, thí dụ như Trung Nguyên, dự án Bauxite và đèo Hải Vân là cái chỗ có thể cắt đôi Việt Nam, Vũng Áng. Để bổ túc cho những cái điều anh Giao vừa nói đó, thì chúng ta biết rằng sau năm 1975 cho tới ngày hôm nay 40 năm, thật sự ra chúng ta phải đi đến cái cốt lõi của nó, cái vấn đề gốc rễ của nó là vì Đảng Cộng sản Việt Nam nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Tàu. Và điều này nó đã diễn tiến không phải là sau này đâu, nó tuốt từ năm 1953, 51 tới 53, tức là lúc đó Nga Xô đã nói thẳng là vấn đề Cộng sản Đông Dương là do đồng chí Mao Trạch Đông trách nhiệm. Do đó cái sự chia quyền đó, đến khi sau này vì nội bộ ở trong cái vùng, do đó
Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng đi theo Nga Xô thì vẫn hơn. Nhưng mà Nga Xô khi thay đổi cái thể chế từ Đảng Cộng sản tan vỡ, Nga Xô tan vỡ và Đông Âu tan vỡ, thì Việt Nam tìm chỗ dựa. Thay vì Việt Nam đi theo những cái nước cải tiến để trở thành dân chủ, thì vội vàng phải đến lạy lục Trung Cộng. Và cái hội nghị Thành Đô nó đã diễn ra. Cho đến ngày hôm nay chúng ta không biết hội nghị Thành Đô đã cam kết những cái gì. Nhưng nhìn vào những sự kiện ngày hôm nay, năm 2016, chúng ta thấy rõ cái tiến trình ấy nó đang diễn ra. Tóm lại, cái tiến trình ấy là gì? Tiến trình ấy là Trung Cộng từng bước, không cần dùng vũ lực, không cần dùng quân sự để chiếm Việt Nam. Nhưng mà họ ảnh hưởng bộ chính trị, ảnh hưởng trên kinh tế, ảnh hưởng trên văn hóa. Và họ đang như cái con bạch tuộc bao Việt Nam trong mọi lãnh vực ngày hôm nay. Người Tàu ở Việt Nam ngày hôm nay nó trở lên một vấn đề hết sức nghiêm trọng, là vì vấn đề kinh tế Việt Nam bây giờ đang lệ thuộc hết sức nghiêm trọng. Và bây giờ kinh tế Trung Cộng lung lay thì kinh tế Việt Nam lại càng nguy hiểm hơn, thưa anh Giao và thưa quý vị. Hơn nữa là cái chính sách ngoại giao của Việt Nam ngày hôm nay nói rằng là Việt Nam không đồng minh với một quốc gia để chống lại quốc gia khác. Và họ theo đuổi cái này là một cái điều hết sức ngu xuẩn, và rõ ràng là Việt Nam đang đặt dưới cái vùng cái sự kiểm soát của Trung Cộng. Chứng tỏ rằng qua cái đại hội 12 của Đảng Cộng sản vừa qua đã xảy ra, và đến ngày hôm nay những diễn tiến chính trị đang ở Việt Nam cho chúng ta thấy đây là một cái nguy cơ. Sau 41 năm Đảng Cộng sản kiểm soát toàn đất nước Việt Nam đang đưa Việt Nam tới một vực thẳm, thưa anh Giao và thưa quý vị. Vâng, anh Điện, tôi chỉ thêm một cái điều nhỏ thôi để nhấn mạnh những cái hai ba cái điều anh vừa nói vừa rồi đó. Là cho đến hiện nay, Việt Nam vẫn chào đón những cái phái đoàn cố vấn của Trung Cộng, và Việt Nam cũng gửi những cái phái đoàn qua Bắc Kinh để học hỏi về tình báo này, về quân sự này, hả? Vâng. Của các tướng lãnh của Trung Cộng. Nếu như thế thì Trung Cộng nó biết hết những cái tẩy của tôi xin bổ túc thế này này, hai nước đó chúng ta không biết, nhưng mà tôi đã có một lần trình bày với quý vị, trung bình cứ hai ngày thì có một phái đoàn của hai nước gặp nhau. Hoặc bên này đi qua bên kia, hoặc bên kia đi bên này. Thành ra giữa cái chính phủ Cộng sản Việt Nam bây giờ với Trung Cộng ấy, nhìn thấy thì có vẻ hai, nhưng thật sự ra nó đi lại với nhau gần như hàng ngày. Đối với tôi dùng ngôn ngữ bình dân anh Điện thấy không? Thí dụ như tôi có cái nhà mà tôi sợ anh là người ăn cướp chẳng hạn, tính xâm nhập nhà tôi. Mà bây giờ tôi lại mời anh vô để coi, để chỉ cho anh biết cái ổ khóa của tôi, cái cửa của tôi như thế nào, cái hệ thống báo động của tôi như thế nào, khí giới của tôi có những cái gì. Như thế thì khác nào như là mời anh vào chiếm luôn cái nhà của tôi đi cho rồi, đúng không? Vâng, thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên chúng tôi phải chấm dứt ở đây và xin học quý vị cho một chương trình khác. Xin kính chào quý khán giả.